Chào mừng các bạn đang theo dõi chương trình Những Bông Hoa Giỏ tập phát sóng số 59. Chương trình do Thành đoàn Hội đồng đội Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Nhà thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Các bạn thân mến, mùa hè năm 2023 đã chính thức bắt đầu với nhiều hoạt động thú vị và bổ ích đang chờ đón. Các bạn hãy nhanh chóng đăng ký hoặc nhờ ba mẹ đăng ký tham gia sinh hoạt hè tại địa phương các bạn nhé. Dạ Hân có biết không, chỉ vừa mới vào hè thôi mà trên khắp thành phố chúng mình đã có nhiều hoạt động thú vị rồi đó. Chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại những hoạt động sôi nổi của hai tuần vừa qua nha. Vậy thì còn chơi gì nữa, chúng ta cùng đến với chuyên mục đầu tiên. Chuyên mục Mang Non Thành Phố Bác Hồ. Chương trình khai mạc hè năm 2023 và các hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6. Tối ngày 28 tháng 5, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Trung ương đoàn, Hội đồng đội Trung ương phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc hè hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2023. Tại chương trình, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước phát biểu chỉ đạo và cùng các đồng chí lãnh đạo trao tặng 10 bể bơi di động và 10 sân chơi cho thiếu nhi trị giá 2 tỷ đồng. Trung ương đoàn, Hội đồng đội Trung ương, Ban chỉ đạo các hoạt động hè thành phố Hồ Chí Minh trao tặng 1.400 phần quà cho các bạn thiếu nhi, trao tặng 100 suất học bổng cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị các nguồn lực trao tặng trong khuôn khổ chương trình khai mạc hè hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em là 27,4 tỷ đồng. Cùng với đó, trên địa bàn thành phố đã sôi nổi diễn ra các hoạt động khai mạc hè và chăm lo cho thiếu nhi nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6. Chương trình lãnh đạo thành phố gặp gỡ lắng nghe tiếng nói thiếu nhi năm 2023. Sáng ngày 3 tháng 6, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình lãnh đạo thành phố gặp gỡ lắng nghe thiếu nhi năm 2023. Chương trình là dịp để lãnh đạo thành phố lắng nghe những suy nghĩ, nguyện vọng, đề xuất, mong muốn của các bạn đội viên thiếu nhi nhằm góp phần xây dựng cho thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. 150 bạn đại biểu thiếu nhi đại diện hơn cho 1,9 triệu trẻ em trên thành phố tham dự chương trình đã cùng trình bày, chia sẻ ý kiến và đề xuất giải pháp lên cho các cô chú lãnh đạo thành phố nhằm giải quyết hiệu hậu quả các vấn đề mà các bạn đang quan tâm. Trong khuôn khổ chương trình, các bạn còn được trải nghiệm và tìm hiểu về nghệ thuật xiếc do các anh chị tại nhà hát nghệ thuật Phương Nam trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố biểu diễn. Hội thi chỉ huy đội giỏi lần thứ 26 năm 2023 trải qua 4 ngày 3 đêm từ ngày 21 tháng 5 đến 24 tháng 5 năm 2023. Hội thi chỉ huy đội giỏi thành phố Hồ Chí Minh với 21 phần môn thi. Hội thi năm nay có 175 trẻ sinh đến từ 22 đơn vị quận, huyện, thành phố Thủ Đức tham gia tranh tài các khối lớp 6, lớp 7, lớp 8. Hội thi lần này đã được chọn ra được 24 kỷ lục gia từ 74 môn khác nhau đến từ các khối khác nhau như bộ môn semaphore, mouse, dựng lều. Chương trình tổng kết hội thi cũng đã được tổ chức vào ngày 4 tháng 6 với 175 bạn chỉ huy đội được tuyên dương, trong đó có 16 bạn đã hoàn thành chương trình rèn luyện và 159 bạn đã được danh hiệu chỉ huy đội giỏi thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, trong chương trình tuyên dương cũng đã chính thức khởi động trang cộng đồng chỉ huy đội giỏi thành phố Hồ Chí Minh. Đây sẽ là kênh thông tin kết nối các bạn chỉ huy đội giỏi trên địa bàn thành phố cùng tham gia và theo dõi các hoạt động và hội thi chỉ huy đội giỏi thành phố các năm tiếp theo. Lễ hội thiếu nhi Kids Fest 2023. Tối 2-6, lễ hội thiếu nhi Kids Fest 2023 với thông điệp Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai do Thành đoàn, Hội đồng đội, Nhà thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đã khai mạc tại Nhà thiếu nhi thành phố. Lễ hội thiếu nhi Kids Fest 2023 diễn ra từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 6 năm 2023 và được tổ chức theo nhiều chủ đề khác nhau gắn với từng hoạt động như thế giới tuổi thơ, gia đình cùng vui, thiếu nhi vui, khỏe chào hè, cùng với các hoạt động ca múa nhạc, trò chơi dân gian, biểu diễn nghệ thuật. Lễ hội cũng sẽ mang đến những trải nghiệm khoa học ứng dụng, workshop, gặp gỡ giao lưu khách mời và nhiều sân chơi gắn kết gia đình. Điểm nhấn của lễ hội là thiết kế các không gian tăng tính trải nghiệm, tương tác của các thiếu nhi và gia đình, gồm gia đình cùng vui, công nghệ số em yêu khoa học, giao lưu âm nhạc, sắc màu tuổi thơ, cùng em đọc sách, văn hóa ẩm thực. Tại lễ hội, ban tổ chức sẽ tổ chức
và chăm lo cho 350 bạn thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, thiếu nhi bị khuyết tật, thiếu nhi tại các nhà mái ấm, nhà mỏ. Vòng chung kết sân chơi thiếu nhi Việt Nam vươn ra thế giới ngày 1 tháng 6 tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng đội Trung ương phối hợp Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát tổ chức vòng chung kết toàn quốc và trao giải sân chơi thiếu nhi Việt Nam vươn ra thế giới năm học 2022-2023. Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030, đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025, đề án nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế, đề án nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022-2030. Của Thủ tướng Chính phủ, tại vòng chung kết, thiếu nhi các đội đã tiến hành trang trí, trưng bày triển lãm và thuyết trình bằng tiếng Anh về văn hóa, ẩm thực, địa lý, lịch sử, tôn giáo, du lịch và giới thiệu về mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa Việt Nam và các nước. Tập huấn du khảo Hào khí miền Đông năm 2023. Nhà thiếu nhi thành phố đã tổ chức buổi tập huấn hành trình du khảo năm 2023 dành cho các bạn thiếu nhi đến từ 22 đơn vị, quận, huyện và thành phố Thủ Đức nhằm chuẩn bị cho một hành trình dài ngay cho các bạn trải sinh. Trong buổi tập huấn, ban tổ chức cũng nhắc đến việc các bạn phải bắt đầu rèn luyện thể lực, tập luyện cách xử lý tình huống xảy ra khi trên đường, các tín hiệu đi đường để các bạn nắm được việc chuẩn bị các tư trang để thực hiện hành trình du khảo năm 2023. Đặc biệt, ngày 31 tháng 5 vừa qua, ban tổ chức đã tổ chức một buổi kiểm tra xe đạp để các bạn kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với hành trình, lộ trình hành trình du khảo Hào khí miền Đông năm 2023 từ thành phố Hồ Chí Minh đến tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tỉnh Bình Thuận. Phương tiện chủ yếu là xe đạp, mỗi chặng các bạn sẽ di chuyển đoạn đường dài 60 km. Vòng chung kết hội thi tuyên truyền viên bảo vệ môi trường năm 2023 ngày 4 tháng 6 tại công viên Khánh Hội, quận 4, trong khuôn khổ ngày hội xóm xanh thành phố Hồ Chí Minh năm 2023. Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố tổ chức vòng chung kết hội thi tuyên truyền viên bảo vệ môi trường năm 2023 với chủ đề Thành phố của em, thành phố màu xanh. Hội thi đã diễn ra sôi nổi từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2023 với nhiều nội dung hấp dẫn và các nội dung thử thách. Hội thi đã diễn ra sôi nổi từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2023 với nhiều nội dung hấp dẫn và các nội dung thử thách dành cho cá nhân và vòng thi dành cho đội tuyển. Vượt qua 20 đội thi của vòng bán kết, 6 đội thi xuất sắc nhất đã tham gia tranh tài và hấp dẫn tại vòng chung kết. Hội thi đã khép lại với thành công đã tạo ra sân chơi bổ ích, thiết thực giúp các em đội viên, học sinh trang bị thêm kiến thức và kỹ năng về tuyên truyền bảo vệ môi trường, từ đó lan tỏa phong trào xóm xanh, hoạt động đội viên, học sinh thành phố không xả rác đến cộng đồng. Các hoạt động vừa rồi thật hấp dẫn phải không các bạn? Chị Bông Hoa nhỏ rất mong sẽ nhận được nhiều tin bài và hình ảnh công tác từ các bạn để có thật nhiều thông tin về hoạt động đội, giới thiệu rộng rãi đến nhiều bạn khác. Các bạn thân mến, trong các hoạt động trải nghiệm một thú vị của mùa hè này, chúng ta có một nội dung rất hấp dẫn đó chính là hành trình du khảo Hào khí miền Đông. Để các bạn có thể hiểu rõ hơn về nội dung cũng như có những bước chuẩn bị tốt nhất cho hành trình, Gia Hân và Anh Huy mời các bạn cùng đến với phần chia sẻ của khách mời trong chuyên mục Cùng em vững bước. Hành trình du khảo Hào khí miền Đông năm 2023 sẽ có nhiều những trải nghiệm thú vị khi đi qua tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và tỉnh Bình Thuận. Hứa hẹn sẽ mang đến cho chúng ta vô vàn những cung bậc cảm xúc và nhiều những trải nghiệm thực tế bổ ích. Và chúng ta cần chuẩn bị những gì cho chuyến hành trình lần này đây? Đầu tiên, chúng ta cần phải chuẩn bị sức khỏe. Tiếp theo là những kỹ năng cơ bản trong việc sắp xếp hành lý và chọn đi xa và qua đêm. Và nếu đạp xe đạp thì cần điều chỉnh yên xe sao cho phù hợp với thể trạng từng người. Và đây không chỉ giúp cho chuyến hành trình chúng ta trở nên suôn sẻ mà còn hỗ trợ cho những chuyến đi chơi xa hay những bạn chọn xe đạp là phương tiện đi lại hàng ngày nữa đó. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với anh Phan Thanh Duẩn, huấn luyện viên bậc 1 công tác đội Trung ương, trưởng khoa nghiệp vụ cơ sở nhà thiếu nhi thành phố để biết thêm những thông tin bổ ích chuẩn bị cho chuyến đi của chúng ta nhé. Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một cái hoạt động du khảo của thiếu nhi thành phố. Trong đó thì đi tham quan các địa điểm di tích trên tất cả các quận huyện miền Tây và miền Đông Nam Bộ của chúng ta. Nên chúng ta có cái áo mưa
rồi những cái dây đàn để ta buộc. Thì ở đây là có những cái dạng dây đàn như vậy à, để ta buộc những cái hành lý ở trên cái ba ga xe, những cái vật dụng mà ta vệ sinh cá nhân chúng ta đổ bỏ vào trong cái ba lô này. Và cái ba lô này thì trong quá trình hành quân thì ta cố gắng là ta thu xếp làm sao là những cái vật dụng này là trong quá trình di chuyển bằng xe đạp là ta không có sử dụng tới, thì những cái vật gì không sử dụng tới thì ta cứ bỏ vào trong ba lô lớn này. Một cái túi nhỏ có thể là túi đeo chéo như vậy ha, chúng ta có thể sử dụng cái túi đeo chéo nhỏ này để ta bỏ những cái vật dụng mà trong quá trình di chuyển là ta có thể sử dụng nó. Ví dụ như là trong này là ta bỏ khẩu trang nè, bỏ những cái vật dụng y tế nè, rồi bỏ bút viết, những cái quà lưu niệm trên đường hành quân di chuyển, ta có thể ghé vào những cái điểm giao lưu hoặc là những cái điểm thăm viếng ta có thể tham gia. Và ta bỏ hẳn cái ba lô này vào trong cái túi này, ta bỏ hết tất cả vào trong này. Và bây giờ thì anh sẽ hướng dẫn các bạn cách bỏ cái hành lý ba lô lớn này vào lên cái ba ga xe đạp. Cho nên là nếu được thì các bạn nên chuẩn bị một cái cây ngang và một số cái dây rút. Dùng cái dây rút này để chúng ta buộc chặt cái cây ngang này vô trong cái ba ga của chúng ta. Buộc cái hành lý lên trên cái này và tránh có nhờ cái cây ngang này chúng ta sẽ không có để hành lý ngã rớt ra hai bên. Và sau đó chúng ta sẽ đặt cái ba lô chúng ta lên. Đây, các bạn thấy là có cái cây ngang này nè, để chịu được. Chúng ta chạy trong quá trình di chuyển là ta sẽ đảm bảo được an toàn, không có bị rớt cái hành lý. Cái hai là có cái cây ngang này á, thì cũng là cái điểm ốc để ta có thể buộc chặt hành lý. Chúng ta đảm bảo cái an toàn là cái hành lý chúng ta sẽ không bao giờ ngã ra hoặc là xúc cái dây ràng ha. Thân mến, những thông tin vừa rồi thật bổ ích phải không nào? Có những nội dung chúng ta sẽ cần để ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày nữa đó nha. Các bạn thân mến, kỷ niệm 112 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, năm tháng 6 năm 1911, năm tháng 6 năm 2023, với mục đích giới thiệu đến các bạn những địa điểm văn hóa, lịch sử trên địa bàn thành phố để các bạn thêm hiểu và thêm yêu về thành phố mình đang sinh sống. Ngày hôm nay, chuyên mục Em yêu thành phố của em tuần này xin giới thiệu đến các bạn một địa điểm lịch sử gắn liền với cuộc hải trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác và 112 năm trước, đó chính là Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, Bến Nhà Rồng. Bến Nhà Rồng, nơi đây được biết đến bởi ý nghĩa lịch sử quan trọng gắn liền với sự kiện lịch sử người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước vào ngày 5 tháng 6 năm 1911 với tên gọi Văn Ba. Khi đến nơi đây, các bạn không chỉ được ngắm nhìn vẻ đẹp kiến trúc cổ kính, hòa trộn giữa Á và Âu, mà còn có cơ hội tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp, cách mạng của Bác Hồ, và đặc biệt là chuyến hành trình dài 30 năm đi khắp bốn bể năm châu để tìm đường cứu nước của người. Bảo tàng Hồ Chí Minh hiện tọa lạc tại số 1 Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4, với khuôn viên rộng trên 12.000 hecta, nằm ở vị trí ngã ba sông Sài Gòn, không gian rộng rãi, thoáng mát. Bảo tàng đặt trong ngôi nhà trước đây là trụ sở của Tổng công ty Vận tải Hoàng đế. Ngôi nhà được xây dựng từ giữa năm 1862 và hoàn thành vào năm 1863 với lối kiến trúc phương Tây. Nhưng trên nóc nhà gắn hai con rồng trâu đầu vào mặt trăng theo mô típ trang trí quen thuộc của đình chùa Việt Nam. Năm 1870, công ty vận tải Hoàng đế đổi thành công ty vận tải Hàng hải. Công ty đã thay thế mặt trăng trên nóc nhà bằng biểu tượng của công ty, đó là vương miện, mỏ neo và đầu ngựa. Chính vì vậy, công ty còn được gọi là hãng đầu ngựa. Nơi đây gắn liền với một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt. Vào ngày 5 tháng 6 năm 1911, Bác Hồ, lúc bấy giờ lấy tên là Văn Ba, đã từ bến cảng Sài Gòn ra nước ngoài tìm đường cứu nước. Người đã đi qua Pháp và nhiều nước với nhiều châu lục khác nhau, để sau 30 năm trở lại đất nước, trực tiếp lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành độc lập, thống nhất tổ quốc. Để ghi nhớ sự kiện trên, sau này đất nước thống nhất, ngôi nhà rồng được giữ lại làm di tích lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Năm 1995, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định đổi tên khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thành Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, bảo tàng có 7 phòng trưng bày, trong đó có 4 phòng trưng bày về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 3 phòng trưng bày chuyên đề đặc biệt, nhấn mạnh đến sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, tình cảm của Bác Hồ đối với nhân dân miền Nam và tình cảm kính yêu của nhân dân miền Nam đối với Bác Hồ và hệ thống đền thờ Bác Hồ ở Nam Bộ. Giữa sân bảo tàng hướng ra Đông Sài Gòn. Giữa sân bảo tàng hướng ra sông Sài Gòn là tượng Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước, do điêu khắc gia Phạm Mười thực hiện, khánh thành vào ngày 5 tháng 6 năm 2003, nhân kỷ niệm 92 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Với chất liệu bằng kim loại, cao 330cm, nặng 1.000kg. Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, Bến Nhà Rồng không chỉ mang giá trị lịch sử mà còn mang giá trị tình cảm lớn lao, biểu tượng đầy tự hào của thành phố vinh dự mang tên Bác Hồ kính yêu. Các bạn thân mến, bây giờ chúng ta cùng nhau đến với chuyên mục Nhanh Trí Nhanh Tay. Không biết các bạn có hồi hộp và chờ đợi để trả lời câu hỏi của tập 59 của chương trình Những Bông Hoa Nhỏ và Những Phần Quà không? Chứ mình thì đang rất hồi hộp để giới thiệu chủ nhân của 5 phần quà tập 58 vừa rồi đây. Trước khi công bố các bạn may mắn, chúng ta cùng nhau đến với đáp án của chương trình. Bảo tàng lịch sử thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng vào năm 1929, tọa lạc tại số 2, Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, quận 1. Những Bông Hoa Nhỏ xin chúc mừng các bạn có tên sau, may mắn nhận được quà từ chương trình. Xin chúc mừng bạn Lê Nguyễn Anh Khôi, lớp 62, trường Trung học cơ sở Hưng Long, huyện Bình Chánh. Chúc mừng bạn Nguyễn Cổ Phương Nghi, lớp 11, trường Tiểu học Nguyễn Đình Chính, quận Phú Nhuận. Chúc mừng bạn Hồ Trí Quang, lớp 43, trường Tiểu học Hà Huy Tập, quận Bình Thạnh. Chúc mừng bạn Nguyễn Hồ Quốc Thái, lớp 84, trường Trung học cơ sở Quy Đức, huyện Bình Chánh. Chúc mừng bạn Nguyễn Hình Thạch, lớp 64, trường Trung học cơ sở Trần Văn Ơn, quận 1. Xin chúc mừng các bạn. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng đến với chuyên mục Nhanh Trí Nhanh Tay tuần này. Trong mỗi số phát sóng của chương trình, Những Bông Hoa Nhỏ sẽ có một câu hỏi xoay quanh chuyên mục được phát sóng. Các bạn hãy theo dõi và tham gia Nhanh Trí Nhanh Tay bằng cách gửi đáp án dưới phần bình luận. Ban tổ chức sẽ chọn ra 5 bạn có câu trả lời nhanh nhất, chính xác nhất và một yêu cầu nữa là chia sẻ công khai chương trình trên trang cá nhân và đính kèm hashtag Những Bông Hoa Nhỏ tập 59. Còn bây giờ là câu hỏi của chương trình và thông tin quà tặng. Sẵn sàng chưa nào? Mau mau nhận quà thôi! Câu hỏi như sau. Bạn hãy cho biết trong chuyến hành trình ra đi tìm đường cứu nước, Bác Hồ đã đi qua bao nhiêu quốc gia và quốc gia đầu tiên Bác đặt chân đến là quốc gia nào? Các bạn thân mến, thế là thời lượng phát sóng tuần này đã hết rồi. Cảm ơn các bạn đã đón theo dõi và đồng hành cùng Những Bông Hoa Nhỏ. Những Bông Hoa Nhỏ hẹn gặp lại các bạn trong tập 60 phát sóng vào ngày 18 tháng 6 năm 2023. Còn bây giờ, anh Huy và Gia Hưng xin chào và hẹn gặp lại.